Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Điện Máy Ruby của chúng tôi. Bên mình thì hiện tại là có rất là nhiều khách hàng đang tới test những cái mặt hàng âm thanh thiết bị sân khấu của bên chúng tôi. Thì có hai cặp, một cặp vợ chồng tới để test một cái bàn mixer Dynacorp CMF 1600. Thì bây giờ anh kỹ thuật viên của bên chúng tôi đang hướng dẫn và đang chuẩn bị test nhạc cho khách hàng. Còn như anh khách bên đây là anh tới anh setup, chuẩn bị setup cho anh một cái dàn âm thanh sân khấu Array. Vâng, thì như trước mắt các bạn là đang được thấy cái bàn mixer Dynacorp CMF 1600 nha mọi người. Cái bàn này là gồm 16 line. Cái bàn này nếu như chúng ta đi làm sự kiện thì rất là ok luôn. Vâng, và như hiện tại con mixer này là mình đang kết nối trực tiếp luôn nha, từ mixer xuống main luôn. Mình không có qua code hoặc qua lọc gì hết nha. Đây, mixer mình kết nối trực tiếp qua main nha. Sẽ hóa đưa em
Vâng, và sau khi bên anh khách hàng anh đã test xong cái bàn mixer Dynacorp CMS thì anh quyết định lấy với cái con này nhé mọi người. Tiếng của nó rất là hay, cho echo và reverb mình trộn lại với nhau và hát karaoke trên cái dòng mixer này thì rất là tuyệt vời luôn. Và hiện tại mình đang hát ở trên cái dòng loa Array 40 đơn, Array 40 đơn ở phía trong nha mọi người. Đó, cái dòng loa Array 40 đơn ở phía trong này, từ của nó là 220, côn 100 nha. Vâng, và như con cái mixer Dynacorp CMF6 này thì nó cũng tương tự như những cái dòng mixer CMS khác, thì nó vẫn có cho chúng mình là hơn 150 chế độ cho chúng ta tùy chỉnh ở trên cái con mixer này nha mọi người. Và như hiện tại thì anh khách anh đang yêu cầu để trên cái chế độ là 101 và 102. Và cái mặc định của nó là 5 và bên kia là 55, tùy theo khách yêu cầu, và bên mình sẽ setup tùy theo của khách hàng. Vâng, với cái con mixer Dynacorp CMS 1600 này thì hiện tại giá của công ty của chúng 8.690.000 đồng, 8.690.000 đồng là đã ưu đãi cho các anh em rồi nha. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn. Các bạn quan tâm về những cái dòng âm thanh thiết bị sân khấu, sự kiện của sân khấu thì anh em có thể liên hệ về với hai số điện thoại của chúng tôi trên màn hình, 0938 884126 hoặc 0909 377416. Anh em ở gần thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta có thể đến cái địa chỉ là 393 Lý Bán Bích, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, Hồ Chí Minh để chúng ta trải nghiệm thực tế hơn về những cái dòng mixer hoặc là những cái dòng âm thanh thiết bị sân khấu khác của bên chúng tôi đang có nha mọi người. Hàng bên chúng tôi là 100% là hàng linh kiện nhập về. Vâng, và bây giờ bác ấy đang thanh toán tiền con mixer Dynacorp CMS1006 này, 8.690.000 đồng. Vâng, xin chân thành cảm ơn. Các bạn nhớ like và đăng ký kênh YouTube Điện Máy Ruby của chúng tôi để tiếp tục theo dõi những clip tiếp theo. Xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.